Organigo là một trong những cái tập đoàn chuyên nghiên cứu và sản xuất ra những cái loại đồ uống mới được kết hợp với giữa cà phê, trà, sô cô la và nấm linh chi. Mục đích của họ là tạo ra những loại đồ uống mới thơm hơn, ngon hơn và tốt hơn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Nhờ cái cà phê là một cái chất dẫn và mang cái nấm linh chi vào cơ thể của chúng ta mỗi ngày, từ cái việc là chúng ta uống cái cà phê của cái nhãn hiệu này. Và đặc biệt á, đằng sau mỗi ly đồ uống của Organigo còn có một cơ hội rất là lớn là chúng ta dùng và giới thiệu cho người khác dùng, và chúng ta có lợi nhuận trên cái việc đó. Ngày hôm nay Sang sẽ chia sẻ cho mọi người 7 cái nguồn lợi nhuận từ cái việc chúng ta uống cà phê này và giới thiệu cho người khác sử dụng hoặc là kinh doanh với cà phê này. Trước khi Sang chia sẻ cho mọi người về chi tiết về 7 cái nguồn lợi nhuận, thì Sang sẽ chia sẻ thông sơ qua về cái chính sách trả thưởng của tập đoàn Organigo. Các anh chị biết trong cái lĩnh vực kinh doanh thương mại thì nó có hai cái loại sơ đồ trả thưởng căn bản. Thứ nhất á, là những cái công ty được ra đời từ rất là sớm, họ thường áp dụng cái loại sơ đồ trả thưởng hệ mặt trời, bậc thang, ly khai, nén tầng hay điều tầng thì nó cũng là một phần của hệ mặt trời. Thì những cái công ty mà nó áp dụng cái sơ đồ trả thưởng về hệ mặt trời á, thì họ có những cái ưu điểm và những cái yếu điểm khác nhau. Cái ưu điểm của những công ty áp dụng cái loại sơ đồ trả thưởng hệ mặt trời á là tạo ra cái thu nhập của những cái nhà lãnh đạo cao và nó bền vững hơn so với những công ty kinh doanh về cái sơ đồ trả thưởng là nhị phân. Nhưng mà nó có những cái yếu điểm, chẳng hạn như là những cái người F1 họ nằm rải rác xung quanh chúng ta, họ không có cái sự hợp lực và hỗ trợ cho nhau một cách tốt nhất so với những công ty áp dụng cho hệ nhị phân. Có một số công ty thì nó có những cái chính sách về đồng cấp. Nếu như mà một cái người mà được chúng ta bảo trợ ra, họ phát triển cái doanh số và cái vị trí họ bằng với chúng ta, thì chúng ta không có được cái quyền lợi và cái lợi nhuận dựa trên cái doanh số họ tạo ra nữa. Nếu như mà họ vượt cấp thì chúng ta có thể không có được bất cứ một cái lợi nhuận gì từ việc đó luôn. Một số công ty thì nó có những cái hiện tượng là tách nhánh, tách nhóm. Khi mà chúng ta giúp một nhà phân phối mới, họ bắt đầu kinh doanh với chúng ta, họ tạo ra một cái doanh số, đạt được cái vị trí nào đó, thì cái điểm của họ, cái hệ thống của họ tách ra. Chúng ta muốn hưởng bao nhiêu phần trăm dựa trên cái doanh số mà đã giúp họ tạo ra, thì mình phải tạo ra những cái doanh số khác mình mới đạt được chuẩn cái đó. Thì đây là cái ưu điểm và các khuyết điểm của những công ty mà nó đang áp dụng cái sơ đồ trả thưởng về hệ mặt trời tại Việt Nam mình. Những công ty ra đời từ năm 1990 trở lại đây, đặc biệt là của Mỹ, và những công ty kinh doanh thương mại của Việt Nam thì hầu như họ đều áp dụng cái loại sơ đồ trả thưởng là nhị phân. Thì với cái công ty, những công ty nó áp dụng cái loại sơ đồ trả thưởng nhị phân này thì nó cũng có những cái ưu và những cái nhược điểm khác nhau. Cái ưu điểm là những nhà phân phối của những công ty về nhị phân thì họ sẽ tạo ra cái tốc độ phát triển về cái hệ thống nhanh hơn, thu nhập cao hơn so với những nhà phân phối ở công ty hệ mặt trời trong giai đoạn đầu. Và tại vì những người F1 thay vì họ nằm rải rác xung quanh cái người bảo trợ thì bây giờ họ nằm chồng lên nhau và họ hợp lực với nhau để tạo ra được một cái kết quả tốt nhất. Nhưng mà cái yếu điểm của những cái công ty mà áp dụng sơ đồ trả thưởng hệ mặt trời là gì? Đó là thu nhập, vị trí và cái quyền lợi của chúng ta thường thì nó phụ thuộc vào cái chân yếu. Nếu như chúng ta có một chân thì chúng ta không có tiền và có thể không có thể nào đạt được những cái danh hiệu cao hơn. Thì Organigo là một công ty ra đời sau, họ chỉ mới được thành lập vào tháng 9 năm 2008 mà thôi. Và họ nhìn vào những công ty đi trước áp dụng những cái loại sơ đồ trả thưởng này, họ thấy được những cái ưu và những cái khuyết, và Organigo đã quyết định viết ra một loại sơ đồ trả thưởng tổng hợp. Đầu tiên á, thì Organigo lấy cái tốc độ của nhị phân để giúp những cái nhà phân phối mới nhanh kiếm được tiền nhiều hơn trong giai đoạn đầu. Nhưng mà Organigo họ khắc phục hết hầu hết tất cả những cái điểm yếu của nhị phân. Ở công ty Organigo, thu nhập quyền lợi của các anh chị nó không được quyết định bởi nhánh nào cả, và nó cũng không được quyết định bởi chân nào cả, mà nó được quyết định dựa trên tổng doanh số của toàn bộ hệ thống anh chị xây dựng ra, để nó quyết định nên cái thu nhập và cái vị trí của mình. Nếu như ở Organigo các anh chị có một chân, các anh chị vẫn có thể có được nhiều tiền nếu như cái chân đó là do các anh chị xây dựng ra và các anh chị giúp họ tạo ra được cái doanh số một cách tốt nhất. Ở cái và đặc biệt á, sau đó thì Organigo họ lấy cái sức mạnh của hệ mặt trời là tạo ra một cái nguồn thu nhập hậu kỳ bền vững cho những cái nhà lãnh đạo để khắc phục cái điểm yếu của hệ nhị phân. Và ở Organigo cái chính sách của họ á, thì họ khắc phục hết hầu như là tất cả những cái điểm yếu của hệ mặt trời. Ở đây không có những cái hiện tượng là đồng cấp, tách nhánh, tách nhóm, tách điểm như những công ty về hệ mặt trời khác. Thì với cái sơ đồ trả thưởng tổng hợp này thì Organigo đang tạo ra được rất là nhiều cái kết quả. Chỉ sau hơn 5 năm phát triển thì họ đã lọt lên được cái top 10 người có thu nhập cao nhất ngành này, rất là nhiều cái nhà phân phối của tập đoàn OG.
Thì đây là 7 cái nguồn lợi nhuận mà Sang sẽ chia sẻ cho mọi người. Hoa hồng số 1 đó là hoa hồng bán lẻ hàng ngày. Khi chúng ta bắt đầu kinh doanh với Organigo, công ty sẽ cấp cho chúng ta một website. Trên website đó có đầy đủ thông tin của công ty, thông tin về sản phẩm, và chúng ta được phép sử dụng website này để kinh doanh ở trên tất cả những nước mà OG có mặt, hơn 35 nước khác nhau. Và ai vào đó mua bất cứ một cái sản phẩm nào thì OG họ sẽ trả cho chúng ta cái giá chênh lệch giữa giá sỉ và giá lẻ chênh lệch là 50%. Ngoài ra chúng ta còn có thể kiếm được những cái lợi nhuận lên tới cao hơn 50% từ cái việc là bán lẻ những cái ly cà phê này ở những cái xe takeaway, ở những cái quán cà phê, ở những cái quán cà phê cao cấp, hoặc là chúng ta bán lẻ từng gói và từng hộp cho cái khách hàng của mình. Đây là một trong những cái loại hoa hồng đầu tiên mà tập đoàn OG họ sẽ trả cho các anh chị khi các anh chị hợp tác với họ. Loại hoa hồng số 2 là hoa hồng thưởng nhanh. Thì ở cái loại hoa hồng số 2 này á, là khi chúng ta bắt đầu kinh doanh với công ty thì công ty nó có 3 cái gói hàng khuyến mãi. Nếu như chúng ta giới thiệu cho ai đó mua 3 cái gói hàng khuyến mãi này thì sẽ được công ty chi trả ra cho mình những cái khoản lợi nhuận là 17 đô, 50 đô. Gói hàng cao nhất là 117 đô nếu như chúng ta giới thiệu cho ai đó mua cái gói hàng khuyến mãi. Và khi khách hàng của chúng ta mua cái gói hàng khuyến mãi thì họ được phép mua cái giá sản phẩm với giá rẻ hơn rất là nhiều so với giá của khách hàng. Họ được công ty chi trả ra những cái quyền lợi tương đương với một số cái vị trí cấp lãnh đạo của công ty, và họ được sử dụng cái thương hiệu của OG để kinh doanh mà không cần phải trả tiền thương hiệu. Với loại hoa hồng số 1 và loại hoa hồng số 2 này thì công ty không yêu cầu các anh chị mua bất kỳ một sản phẩm nào hết khi chúng ta đăng ký trở thành nhà phân phối của tập đoàn OG, và chúng ta giới thiệu cho ai đó vào website mua hàng và giới thiệu cho ai đó mua cái hàng khuyến mãi thì chúng ta được công ty chi trả ra những khoản lợi nhuận như vậy. Loại hoa hồng số 3 là hoa hồng này á, thì Organigo sẽ trả cho các anh chị dựa trên nền của nhị phân. Công ty sẽ trả cho các anh chị dựa trên doanh số của toàn bộ gói hàng trong hệ thống của các anh chị bán ra và điểm năng động tháng đầu tiên của những người trong hệ thống của các anh chị và những người nằm trong cái cây nhị phân, thì công ty nó sẽ trả ra từ 10, 15 đến 20% dựa trên doanh số đó. Thì công ty sẽ trả ra theo từng cái vị trí. Nếu như mà chúng ta đang ở cái vị trí hội viên marketing hoặc là chúng ta bắt đầu kinh doanh với OG với gói hàng khuyến mãi đồng thì sẽ được công ty trả ra là 10% tối đa dựa trên cái doanh số ở trên nền nhị phân, và tối đa chúng ta có thể kiếm được 500 đô la một tuần ở cái vị trí là hội viên marketing. Vị trí cao hơn nữa là vị trí tư vấn viên. Nếu như chúng ta đạt được cái vị trí tư vấn viên hoặc là kinh doanh với gói hàng khuyến mãi bạc thì sẽ được công ty trả ra 15% tối đa ở trên cái nền của nhị phân, và tối đa chúng ta có thể nhận được cái hoa hồng là 1.500 đô trên một tuần ở cái vị trí là tư vấn viên này. Nếu như các anh chị bắt đầu kinh doanh với OG ở cái gói hàng khuyến mãi vàng thì chúng ta được công ty trả ra 20% tối đa. Thay vì các anh chị lên những cái danh hiệu cấp lãnh đạo như là Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond thì chúng ta mới được công ty trả ra 20% ở cái hoa hồng số 3 này. Thì khi chúng ta bắt đầu kinh doanh với gói hàng vàng, không những chúng ta được mua cái sản phẩm với cái giá rẻ mà chúng ta lại được công ty trả ra cho mình những cái lợi nhuận tương đương với cấp lãnh đạo cao nhất của công ty, và tối đa chúng ta sẽ nhận được cái hoa hồng là 2.500 đô la trên một tuần. Và lần lượt cho tới những cái vị trí cao hơn thì các anh chị sẽ được công ty chi trả ra những cái khoản theo tuần cao hơn. Đặc biệt ở cái loại hoa hồng số 3 này á, thì tối đa các anh chị có thể tạo ra cái lợi nhuận từ hoa hồng số 3 này là 75.000 đô la trên một tuần. Sang sẽ cho các anh chị hình dung rõ hơn. Khi chúng ta kinh doanh, một là chúng ta đạt được vị trí, hai á, là chúng ta chọn một trong ba cái gói hàng. Nếu như các anh chị bắt đầu kinh doanh với gói hàng khuyến mãi vàng, doanh số của hệ thống của các anh chị phát triển ra hai bên và chúng ta sẽ được công ty chia những cái lợi nhuận lần lượt như sau. Nếu như chúng ta bắt đầu kinh doanh với gói hàng vàng thì chúng ta sẽ được công ty trả ra cái lợi nhuận là 20%, 10% ở bên trái, 10% ở bên phải theo chu kỳ 300 điểm. Cứ đủ 300 điểm là công ty sẽ trả ra, còn chưa đủ thì công ty nó sẽ cộng dồn như vậy ha. Và nó trả ra chúng ta khi nào mà đủ cái doanh số là đủ cái chu kỳ là 300 điểm của hai bên. Tương tự như vậy, khi chúng ta kinh doanh với gói hàng bạc á thì công ty sẽ trả ra cho chúng ta là 15%, 7.5 ở bên trái và 7.5 ở bên phải theo chu kỳ 300 điểm. Khi chúng ta kinh doanh với gói hàng đồng hoặc là chúng ta đạt được cái danh hiệu là hội viên marketing thì công ty trả ra cho chúng ta là 5%, 10%, 5 ở bên trái và 5 ở bên phải